Hello anh em, lại là Hiếu đây. Thì hôm nay mình sẽ phải quay vòng quay bằng Long Quỳ. Đây bây giờ là 1 giờ sáng. Ok, mình sẽ vào quay nha. Anh em nào chưa đăng ký thì ấn đăng ký để ủng hộ mình, giúp mình lên 2.000 sub nha. Ok, thì bây giờ mình quay luôn. Vòng quay Long Quỳ trước nó ra cái vòng quay. Vòng quay kiểu như vòng quay 17 kim cương, 99 kim cương ấy. Vòng quay khó lắm anh em ạ, quay 10.000 kim cương không ra cơ. Thằng em của mình quay 10.000 kim cương không ra, kiểu như đu che. Hôm nay mình được nhận lương của bên Bui ra ấy, thì vay thêm chị Trà My luôn thì mới đủ tiền để quay cái này anh em ạ. Anh em chuẩn bị sẵn cho mình 1.700 kim cương nhá, 1.700 kim cương mới đủ quay. Ok, mình sẽ quay luôn. Tôi bỏ hai hòm súng này đi vì tôi cái khó mở cái tát bể rồi. Cái quay thử này tôi khuyên anh em nên bỏ hai cái vải quay nhá, vì hai cái vải quay rẻ hơn. Tiếp tục 29 kim cương, 29 kim cương quay cũng không ra cái gì cả, ra có cái nịp thôi anh em ơi. Oh my god, hút buồn lộc ra vàng hầu kim cương chứ không phải hút buồn lộc. Tiếp tục là đú chen quay để test nha, test vòng quay cho anh em. Mà mình khuyên anh em là nên quay nha, vì cái vòng quay này cực rẻ, chắc chắn nó sẽ ra. Anh em chuẩn bị tổng cộng 1.010 là ok rồi, chắc chắn nó sẽ ra. 199 là ra vé quay đấy, hơi căng. Tôi khuyên anh em nên bỏ hai cái vé quay ra. Ảnh nền chu tước Long Quyền chắc không đủ kim cương rồi. Ok, không đủ kim cương rồi, ra không công ra. Okay, cuối cùng cũng phải đi phát cuối anh em ơi. Kiểu gì thì kiểu cuối cùng đi phát cuối mới ra. Ok, mình đã thêm kim vào, thêm kim cương vào nào, nhận hết đồ đã. Đây, quay trở lại anh em ơi, nhận được Long Quyền rồi. Cũng được anh em, cũng được. Long Quyền đây, ok. Quá đẹp. Và nhận đồ sự kiện, tôi tranh thủ lấy sự kiện luôn anh em ạ. Hôm nay ngày cuối, hay quá. Vào test nào. Từ trang bị đã. Long Quyền quá đẹp anh em, Long Quyền với One Punch Man, hai cái nắm đấm đẹp nhất Free Fire trong thời điểm hiện tại. Đấy, xoay vào anh em xem không? Đủ boss cũng đẹp rồi mà. Vào huấn luyện luôn, test luôn cho anh em. Hai đấm đấm cực chất luôn, cả ba cái xanh cho nó giống nhau nha. Đây, nghe phê cho anh em ạ, nghe phê thật. Ok thì bye bye anh em vào chưa đăng ký ấn đăng ký ủng hộ mình nhá, để giúp mình tăng tương tác. Bye bye anh em, chúc anh em xem video vui vẻ để có thể chuẩn bị kim cương cho mình để quay cái vòng quay này. Mặc dù hơi mất máu tí nhưng mà quên anh em nên chơi. Ok được, bye bye.